Ok, tiếp theo mình sẽ khám phá thêm một mức độ thứ hai, mức độ thứ ba nhỉ, để mức độ trưởng thành hơn. Quất luôn. Mình sẽ khám phá xem mức độ này thế nào. Rồi. Đây là chiếc bản đồ. Một lá thư này, bên khi có được lá thư này thì tôi đã chết và bị các bạn gã hàng Penny. Ôi rồi. Tối quá. À đây. Có cái gì đây? Hộp cứu thương à? Mình sẽ phải đi phục hồi lại cái câu chị ở bếp nữa. Đây bản đồ này. Bếp nhà bếp đây. Để phục hồi lại điện. Đây rồi. Wow, tối quá. Tối quá. Ôi dồi ôi. Chứ không chiến đấu nhỉ. Đây không. Cắm lên. Rồi, điện sáng rồi. Mở kéo ra xem có gì không. Không có gì. Rồi mình sẽ phải đi tìm con dao. Xem con dao đâu nhỉ. Tìm ở đây mà sao mình sẽ đi tìm con dao vào căn phòng này xem em kéo có gì không. Ôi vừa sập không, không có gì. Mở chiếc túi này ra xem không gì. Tìm xem con dao đâu. À, ở đây. Tên này đâu, Đây có căn phòng nữa này. Ôi dồi ôi, một cái tên cảnh sát bị con nhện cắn. Mở cửa xem. Ô vẫn chưa thử tên hải đâu luôn. À, phòng này mình vừa vào mà. Đây mình sẽ vào lại xem con dao này không. Mở anh kéo ra. Đây rồi, con dao đây. Rồi mình sẽ đi cứu viên cảnh sát. Ô tên hài đâu nhỉ? Từ nãy là chưa thấy tên hài luôn. Mình sẽ đi tìm xem tên hài đâu nhá. Kia ơi, mình sẽ xem hắn ta đuổi mình không. Chạy ơi. Đuổi ta đuổi mình dài luôn kìa. Vẫn đuổi. Chạy ơi. À, vẫn đuổi mình. Chạy. Đâu rồi, ôi ôi, ôi dồi ôi, tự nhiên đi nghịch dạ chiều hắn ta. Đây về cảnh sát đây rồi. Dù như con nhận.
Rồi, tiếp theo. Ông ta đưa cho mình một chiếc chìa khóa. Và mình sẽ đi tìm một quận phim nhá, xem ở đâu. Đây, căn phòng này. Mở ra. Mở anh tuổi có gì không? Ngủ gì? Không gì rồi. À đây, cuộn phim đây. Rồi, mình sẽ tên hai đâu, tên hai đứng chân gần mình luôn này. Mình phải chạy thôi, không người ta đuổi dài thật. Mình sẽ đi về thư viện. À, từ trên tên hai này. Đây mình sẽ vào đây. Đặt cuộn diêm, sử dụng cuộn phim này. 6898 có chút mật khẩu thôi. Mình sẽ lên tầng 2. Chị đi lên lầu trên nhá. 6898 nhớ 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 nhớ. Đây lầu 2. Không gì. Đây. 6 8 9 8 Enter. Rồi, sẽ vào căn phòng này. Mình sẽ tìm một lọ thuốc. Đây rồi. Kim. Thêm một cái kim nữa đây. Ôi, một con búp bê. À, mình phải đi cứu Bella. Rồi, mở ra. Ô, sao đây căn phòng này mất mất đường đi luôn ấy. Ôi, mình sẽ ra cứu Bella. Ui trời ơi, sắp chết rồi. À, cắt xem có Bella ở đây không. Ôi, không có Bella ở đây. Không có luôn. Ô, không có ai luôn. À đây có một con số này, không biết làm gì. 2181. Rồi, nhớ nó. Đây, tiếp theo. Mở ra. 2184. Không có gì trong tủ này. À đây một lá thư. Chạy. Rồi phải chạy. Chạy. Ui dồi ôi, có búp bê này. 2184. Nhớ mật khẩu 2184. Quên mất, chạy quay lại đã. Tìm xem có cái gì không. 218. Xem lại cái mật khẩu đã. Rồi. Tiếp theo, đi thôi, 2184 nhớ chưa? Sở chiếc buồn cầu này. À đây, Bella đây. Đây có chiếc rìu này. Chặt đứt cái ra. Rồi, mình cứu được Bella rồi.
À đây có miếng thịt, mình sẽ nhặt được miếng thịt này. Rồi sẽ mang xuống tầng. Đi lên trên này xem có gì không. Đang để cánh cửa này. Ô bị khóa mất rồi, phải tìm chiếc chìa khóa. Rồi sẽ đi xuống tầng vào cái nhà bếp nhá. Cái này chạy 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 không hắn ta đập chết mình không. Chạy ôi chạy ôi. Đây gì đây? À chỗ lúc đấy tên cả sát kìa. Khóa rồi, mình cần tìm tìm chìa khóa. Đây có căn phòng này không gì không? À, trời không gì. Mở cửa này ra. Đây nhà bếp đây. Rồi, cho chỗ này ăn. Đổ bình thuốc này vào. Keo, nó sẽ chết. Rồi mình sẽ nhặt được bình thuốc này. Ý kỳ thật là vô cùng. Theo mình sẽ đi tìm chiếc xe beng. Mình sẽ xuống thư viện. Mai con tên này có đây. Không có đây nhờ. Tìm chiếc xe beng mà nó ở đâu. Đây không có. Mình phải đi tìm chiếc xe beng thôi. Không biết nó ở đâu rồi. Vào phòng này xem. Không có lốt. Mới gầy ha. Anh em quấy hầm rồi. Ô cánh cửa lại bị khóa mất rồi. Đây cái phòng này có. Đây không có. Không biết xe beng đâu nhờ. Bị quảng cáo rồi.
cái này đuổi mình. Chạy ôi, chạy ôi, chạy ôi, chạy ôi. Chết thôi, tên này đuổi mình ôi. Tên này đuổi rồi. Ok, lần thứ 8 tiếp theo. Vaseline dạng gel mới, đứng đẹp trắng lên trông thấy sau 2 tuần. Gel giữ trắng Vaseline Fresh MP. Rồi. Đây, mình sẽ mở cái cửa ra. Lấy 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 tí xíu. Rồi, lấy tí xíu tiếp theo. Tên này là đối sai thật luôn ý. Ú, lại kia, chạy ôi, đừng để đâu, hắn ta nhìn thấy là đuổi mình luôn đấy. Rồi. Căn phòng nào đây? Đây. Mở được cánh cửa này ra. Úi dồi, dùng đọc lá thư này xem. Úi dồi, mình phải đóng cái cửa này lại, sợ tên này nó vào. Rồi. Một chuột vào đây. Con nhện vào bát này. Chầm lên đây. Rồi. Nhận được chìa khóa. Đi ra ngoài. Mình sẽ vào căn phòng nào nhỉ? Đây. Tiếp theo. Đây, mình sẽ vào căn phòng này này. Mở ra. Rồi, trong này có một cái búa này. Cưa này. Đây, phải đi tìm một thanh gạt này. Đây. Đây, giữa căn phòng này. Châm ngọn nến lên. Chiu. Chiu. Cùng với búa. Bùm. Lấy thanh gạt này. Rồi. Vẫn ra lắp cái thanh gạt kia thôi. Chết rồi, lại bị anh ta đuổi rồi. Chạy làm sao được đây. Đây, đóng đóng cửa lại. Lắp vào. Ôi dồi. Vẫn bị đập. Đây, thứ 7. Mình còn 7 làn sóng nữa thôi. Rồi, cố lên. Rồi, gạt tay này nhanh, nhanh. Sắp xong rồi. Mình sắp xong rồi. Dùng cái cưa này. Cắt sắt ra. Rồi. Đưa cho một cái cốt này. Đèn ly lấy cái khóa súng ở trên tầng 2 nhá. Mình sẽ lên tầng 2. Tên này kia mình phải chờ anh ta đi thôi. Mình mới lên tầng 2. Đừng để anh ta đuổi nhá. Rồi. Đi lên tầng 2 không? Đây có một cái cốt này. Ha ha ha, giờ chắc tên này không đuổi mình ngược nữa rồi. Đây cái cưa, đây cái xé này.
Em sẽ cầm cái xẻng trước. Đây, phá bức tranh này xuống. Rồi. Nhặt được khẩu súng này. Đạn này. Chìa khóa này. Ôi dồi ôi, con búp bê vẫn ngồi đây này. Biết làm gì? Nào. Cuối cùng mình sẽ đi bắn tên thằng này luôn. Dám đuổi mình từ đấy rồi. Đâu, thằng ta đâu rồi? Nhìn đây, mình bắn luôn. Nhìn này. Mình sẽ chôn hắn ta một tí nhá, rồi mình sẽ bắn hắn chết luôn. Mọi thứ quá. Eo, đâu tên này đâu. Tên này đâu ạ? Tên này đâu rồi? Chị. Tên này đâu? Sao giờ mãi tìm được tên Hà nhỉ? Lúc đấy hắn ta đuổi mình lấy rồi. Tên này đâu rồi? Đây, tìm chân đây. Đây rồi. Đây. Không ở đây. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Kìa rồi, nào ra đây. Chạy ôi. Còn lại bắt nó ta. Nó ra đây. Nhìn này. Bùm. À, đuổi á. Rồi. Sẽ cầm chiếc khóa xuống hầm. Đây, mở cái hầm này ra. Lại vẫn tiếp tục. Rồi, thoát được khỏi ngôi nhà này rồi. Ok, nằm trên đây nhé, cảm ơn mọi người đã xem một kênh cho mình. Chào và hẹn gặp lại.